Thời tiết thay đổi thất thường tạo điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn, virus gây bệnh phát triển. Tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, số lượng bệnh nhi đến khám và điều trị tăng mạnh. Tuần qua, số bệnh nhi đến khám và điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tăng khoảng hơn 20% so với các tuần trước đó. Mỗi ngày có từ 800 đến 1.000 bệnh nhi đến khám bệnh. Lượng bệnh nhi điều trị nội trú từ 1.100 đến 1.200. Bệnh lý thường gặp ở trẻ trong thời điểm này là các bệnh về hô hấp, tiêu hóa và một số bệnh truyền nhiễm như sốt phát ban, sốt xuất huyết và ho gà. Các bệnh lý chủ yếu điều trị tại khoa đó là các bệnh lý về bệnh lý tiêu hóa như tiêu chảy cấp và nhiễm trùng đường ruột. Bác sĩ cũng có khuyến cáo cho các bố mẹ với thời tiết đang thay đổi vào mùa thu đông như thế này thì các bố mẹ chú ý vấn đề ăn uống của bé, đặc biệt là các nguồn ăn uống đảm bảo ăn chín uống sôi. Hai là vấn đề vệ sinh tay để đảm bảo chế biến vệ sinh sạch sẽ, hướng dẫn cho bé vấn đề vệ sinh tay trước khi ăn uống, chế biến thực phẩm và sau các vệ sinh cá nhân. Để đáp ứng nhu cầu khám, điều trị bệnh tăng cao, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã triển khai các giải pháp hạn chế tình trạng trẻ phải chờ đợi lâu và phải nằm ghép, đồng thời tăng cường tuyên truyền cho phụ huynh về các biện pháp bảo vệ sức khỏe trẻ. Bệnh viện đã khám bệnh trước 30 phút theo giờ quy định. Đồng thời là trong những cái thời điểm mà số lượng bệnh nhân tăng lên một cách cục bộ thì bệnh viện đã bố trí các cái phòng khám tăng cường để làm sao giải tỏa được cái áp lực với trong công tác khám chữa bệnh. Đối với khu vực nội trú thì trong trường hợp mà bệnh nhân tăng đột biến ở một số cái khoa như khoa hô hấp, khoa tiêu hóa và một số như khoa nội dưỡng thì bệnh viện đã bố trí tăng thêm giường bệnh cho bệnh nhân. Trẻ nhỏ thường có sức đề kháng yếu, rất dễ bị nhiễm bệnh khi thời tiết thay đổi. Trẻ khi mắc bệnh thường dễ diễn biến nặng và khó lường. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời sẽ xảy ra các biến chứng nguy hiểm. Phụ huynh khi thấy những dấu hiệu khác thường phải kịp thời đưa trẻ đến ngay các cơ sở y tế gần nhất để được khám, tư vấn và điều trị. Đối với những bệnh đã có vaccine phòng bệnh, phụ huynh nên chủ động cho trẻ đi tiêm để phòng bệnh tốt nhất.